Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 667, kênh Đại Phương Quảng Như Lai Tạng, Hán Dịch Tam Tạng Sa Môn Bất Không, chùa Đại Hưng Thiện. Tôi nghe như vậy. Một thời, Bạch Kỳ Phạm trú ở trong lầu cát lớn chiên đàn tạng, nhà của Bảo Cá Lộc Mẫu trên núi Linh Thú. Sau 10 năm thành bậc đại chánh giác, cụ đại chúng biết số 1.000 người và bậc hữu học vô học thanh văn la hán, cái đầu đại nhất không còn phiền não, được đạt được tự tại tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát cho đất chánh trí, giống như rồng lớn việc làm đã xong, sợ bỏ gánh nặng để được lợi mình, giết sạch các sự trói buộc đến bờ bên kia. Đó là cụ thọ Đại Ca Diếp, cụ thọ Ưu Lâu Tầng Dịch Loa Ca Diếp, cụ thọ Năng Đề Ca Diếp, cụ thọ Già Gia Ca Diếp, ba cụ thọ Đại Ca Chiên Viên, cụ thọ Câu Hy La, cụ thọ Bạc Câu La, cụ thọ Ly Bà Đa, cụ thọ Tu Bồ Đề, cụ thọ Má Từ Tử, cụ thọ Ngữ Từ Tại, cụ thọ Xá Lợi Tử, cụ thọ Đại Mục Kiền Liên, cụ thọ Kiều Trần Như, cụ thọ Điểu Đại Di, cụ thọ La Hồ La, cụ thọ Năng Đà, cụ thọ Ô Ba Năng Đà, cụ thọ A Năng Đà. Đó là 1.000 vị tỳ kheo đứng đầu. Còn có 60 hàng hạ sa số Đại Bồ Tát đầy đủ từ mỗi cõi Phật để đến tập hợp, đều là bậc nhất sinh bộ xứ, để được đại thần thông lực vô sở ý, đã từng nương theo vô lượng ức na cha tha trăm ngàn chư Phật tại đều chuyển ánh xe pháp bất thoái, hoặc có vô lượng a tăng kỳ thế giới chúng sinh chỉ vừa xưng tên đã ở nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác không còn thoái lui. Đó là Bồ Tát Pháp Tuệ, Bồ Tát Sư Tự Tuệ, Bồ Tát Phổ Tuệ, Bồ Tát Nghĩa Tuệ, Bồ Tát Thắng Tuệ, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Bảo Nguyệt Quang, Bồ Tát Mãn Nguyệt Quang, Bồ Tát Vô Lượng Dũng Quang, Bồ Tát Vô Biên Dũng Kiện, Bồ Tát Tam Thế Dũng Kiện, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Hương Tượng, Bồ Tát Hương Duyệt, Bồ Tát Các Tường, Bồ Tát Các Tường Tạng, Bồ Tát Kế Đô, Bồ Tát Đại Tràng, Bồ Tát Vô Cấu Tràng, Bồ Tát Vô Thượng Tràng, Bồ Tát Cực Giải Bảo Sát, Bồ Tát Vô Cấu Bảo Sát, Bồ Tát Hoan Hỷ Vương, Bồ Tát Thường Hoan Hỷ, Bồ Tát Hư Không Cố, Bồ Tát Mê Lự, Bồ Tát Bảo Đức Quảng Bảo Quang, Bồ Tát Đà La Ni Đại Phương, Bồ Tát Trì Địa, Bồ Tát Trừ Nhất Thiết Hữu Tình Bệnh, Bồ Tát Hoan Hỷ Ý, Bồ Tát Ưu Bi Ý, Bồ Tát Vô Ưu, Bồ Tát Quan Tạng, Bồ Tát Chiến Đàn, Bồ Tát Ư Thử Vô Tránh, Bồ Tát Vô Lượng Lôi Âm, Bồ Tát Khởi, Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Bất Không Kiến, Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Tự Tại, Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Mạng Châu Thất Lợi Đồng. Đó là những bậc đứng đầu, là có 60 hàng hà số sa số Đại Bồ Tát đông đủ, lại có vô lượng thế giới, vô lượng a tăng kỳ trời rồng dạ xoa kẻ tác bà càng đại phạ a tô la nghiệt lỗ trà ngẩn na la khẩn na la ma hầu la già người và phi nhân đều đến hội họp, là có quốc vương đại thần quân lính trưởng giả cơ sĩ và mọi người đều đến hội họp. Bây giờ Đức Thế Tôn và trăm ngàn người vây quanh trước sau cung kính cúng dường. Khi Đức Thế Tôn ở trong lầu cát lớn chiên đàn tạng, sau khi ăn xong, Đức Phật nhập vào thần lực tại nơi chiên đàn tạng, bỗng nhiên phóng ra trăm ngàn ức na cha tha hoa sen. Mỗi một hoa sen đều có trăm ngàn ức na cha tha cánh xoe tròn như bánh xe, sắc hương đầy đủ. Những hoa sen này bay lên hư không, biến tất cả hợp thành các cõi Phật, giống như cung điện báu an trụ giữa hư không. Tất cả trăm ngàn ức na cha tha hoa sen đó đều nở ra, ở trong mỗi cánh hoa sen đều có Như Lai ngồi kiết già, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, phóng ra trăm ngàn ánh sáng. Lúc ấy Đức Phật dùng oai thần lực trong các hoa sen bỗng nhiên khô héo, hình sắc hôi thối đáng ghét không vừa lòng. Những các Như Lai ngồi ở trong đài hoa phóng ra vô lượng trăm ngàn ánh sáng, hiện ra tất cả các cõi Phật thảy đều trang nghiêm. Bây giờ tất cả Bồ Tát và bốn bộ chúng đều kinh ngạc suy nghĩ thật kỳ lạ chưa từng có. Và việc Đức Phật Thế Tôn hiện ra thần thông như vậy, đã chúng thấy thế đều ôm lòng nghi ngờ. Phật hiện ra ức na do tha trăm ngàn hoa sen, ở trong giây lát hình sắc biến đổi rất đáng ghét không vừa ý. Ở trong hoa sen hiện ra tướng Như Lai ngồi kiết già phóng ra trăm ngàn ánh sáng, ánh sáng ấy làm cho mọi người ưa thích. Lúc ấy Đại Bồ Tát Kim Cang Tuệ và đại chúng đều phân tập ở trong lầu cát lớn chiên đàn tạng cung kính mà ngồi. Khi đó Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Kim Cang Tuệ: "Này Thiện Nam, hôm nay nên hỏi về pháp yếu thâm sâu của Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác."
Khi ấy, Đại Bồ Tát Kim Cang Tuệ tuân theo thánh ý của Phật khắp vì tất cả trời người thế gian. Đại Bồ Tát và bốn chúng đều nghi ngờ, liền thưa Phật: Kính bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì trong các thế giới đều hiện ra ức vạn trăm ngàn hoa sen, ở trong các đài hoa đều có Đức Thế Tôn ngồi kiết già phóng ra trăm ngàn ánh sáng. Những cánh hoa ấy bỗng nhiên héo úa, hình sắc đáng ghét làm cho sân chán. Ở trong hoa ấy có ức vạn trăm ngàn Như Lai chắp tay ngồi trang nghiêm bất động. Bây giờ Đại Bồ Tát Kim Cang Tuệ hỏi kệ: Con chưa thấy tướng của Như Lai, bằng thần thông biến hóa tất cả, hiện ra vô lượng ngàn Đức Phật ngồi trong đài hoa sen, yên không động, phóng ra ngàn ánh sáng hiện hình, thể đều thấy rõ các cõi Phật, giáo pháp tự tại rất đặc biệt, cõi Phật kia thể đều đoan nghiêm, giống như diệu báo hiện sáng rõ, ngồi trong hoa sen sắc héo tàn, cánh hoa sen ấy lại rất xấu, vì sao hiện ra thần thông lớn? Con thường thấy Phật như hàng xa, thấy việc thần thông rất thù thắng, con chưa từng thấy tướng như thế, hôm nay tự tại hiện rõ ràng, xin nguyện Thiên Trung Tôn chỉ dạy, vì nhân duyên gì mà hiện thế, nguyện thương xót lợi ích cho đời, diệt trừ tất cả các nghi hoặc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo là Bồ Tát Kim Cang Tuệ cùng các bậc Bồ Tát Thượng Thủ: Này các thiện nam, có kinh Đại Phương Quảng Như Lai Tạng, pháp yếu rất thâm sâu, Như Lai muốn trình bày cho nên mới hiện ra sắc tướng trước như vậy, các ông hãy lắng nghe, ghi nhớ kỹ. Đó là Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng và hết thảy các Đại Bồ Tát đồng thưa: Thật là quý hóa, bạch Thế Tôn, chúng con mong muốn được nghe. Đức Phật nói: Này các thiện nam, Như Lai biến hóa hoa sen giữa hư không bỗng nhiên đổi thành sắc tướng xấu xí, hôi thối đáng ghét, làm cho mọi người đều chán như vậy. Trong hoa sen đó hiện ra hình Phật ngồi kiết già, phóng ra trăm ngàn ánh sáng, tuôn thúc trang nghiêm mọi người ưa nhìn. Biết như thế rồi, đã có các rồi đồng giả xóa cả các bà Atula, Nghiệt, Lộ Trạc, Hồ Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, đảnh lễ cung kính. Đúng vậy, đúng vậy, này cái thị nam, Đức Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, Phật dùng trí tuệ sáng suốt, nhìn thấy sự tham sân si vô minh phiền não của tất cả chúng sinh. Những thiện nam thiện nữ đó đã bị chìm đắm nơi phiền não. Ở trong thai tạng có ức trăm ngàn chư Phật đều giống như ta. Như Lai bằng trí nhãn xem xét các pháp thể của Đức Phật kia ngồi kiết già yên lặng không lay động. Ở nơi tất cả các phiền não nhiễm ô, pháp tạng của Như Lai vốn không lay động, nhìn thấy các cõi không còn đắm nhiễm, cho nên hôm nay ta nói như thế, tất cả các Như Lai ấy đều như ta không khác. Này thiện nam, Như Lai dùng trí nhãn của Phật thấy tất cả chúng sinh đều có Như Lai tạng. Này thiện nam, với như dùng thiên nhãn vi diệu thấy sắc tướng xấu xí mùi hương hôi thối như vậy, những cánh hoa sen đều héo úa tơi tả. Bằng thiên nhãn xem thấy trong hoa ấy có thể Phật chân thật ngồi kiết già, biết rõ rồi muốn gặp Như Lai, nên phải trừ bỏ nghiệp ác nhơ bẩn nhằm hiển hiện hình tướng của Phật. Đúng vậy, đúng vậy, này thiện nam, Như Lai dùng nhãn xem xét tất cả hữu tình đều có Như Lai tạng, làm cho tạng tham sân si vô minh phiền não của hữu tình ấy thì đều trừ diệt mà giảng nói pháp. Nhờ nghe pháp mới tu tập chánh hạnh, tức đạt được thể thanh tịnh chân thật của Như Lai. Này thiện nam, Như Lai xuất hiện ở đời hoặc không xuất hiện ở đời, pháp tánh pháp giới tất cả hữu tình Như Lai tạng thường hằng không thay đổi. Lại nữa, này thiện nam, những chúng sinh nào nhàm chán tạng phiền não trói buộc thì dứt trừ tạng phiền não ấy, được trí thanh tịnh của Như Lai, Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với Bồ Tát mà dạy nói giáo pháp cố yếu, làm việc ấy khiến cho họ hiểu biết hoàn toàn, đã biết rõ ràng rồi thì đối với giáo pháp nắm thì nắm giữ vững chắc, và đối với tất cả phiền não tùy phiền não được giải thoát. Đương lúc đó Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác ở thế gian ấy đạt được số ấy thì có thể làm Phật sự đối với Như Lai. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Như nhàm chán hoa sen xấu kia cùng thai lá và sâu trong ấy, ví như thiên nhãn xem xét thấy Như Lai tạng không còn đắm nhiễm, cũng như đã trừ bỏ hoa héo, ở trong đó thấy thân Như Lai không bị các phiền não nhiễm ô thì ở thế gian thành chánh giác. Này ta thấy rõ các hữu tình trong thể vi diệu có Như Lai, ta dùng Phật nhãn xem xét thấy tất cả hữu tình trụ quả Phật,
Cho nên ta nói pháp vi diệu đạt được ba thân đủ Phật trí. Lại nữa này thì Nam với như tổ ong mật treo trên cây lớn hình tròn, có 100.000 con ong giữ gìn mật ấy. Người đàn ông lấy mật dùng cách khéo léo, đuổi bầy ong kia mà lấy mật, tùy theo mật mà sử dụng. Đúng vậy, đúng vậy. Này thì Nam, tất cả hữu tình giống như ổ mật, bị ức 100.000 phiền não, tùy phiền não đã ngăn chặn, dùng Phật dùng trí tuệ nhìn thấy biết, rồi liền chứng thành chánh giác. Này thì Nam, như túi mật kia, trí giả trượng phu đã biết mật ấy, còn biết rõ ức 100.000 con ong phiền não che chữ. Tất cả hữu tình ấy, Đức Chư Lai dùng trí tuệ thấy biết đã thành Phật. Nhưng họ bị ngăn chặn, bỏ ức 100.000 phiền não và tùy phiền não. Này thì Nam, Như Lai dùng thần lực phương tiện khéo léo bị con ong phiền não làm hại mà dạy cho chúng sinh. Và nói pháp như thế, làm cho các hữu tình không bị nhiễm ô bởi phiền não, không còn phụ thuộc vào phiền não. Này thì Nam, vì sao những hữu tình này được ta dùng trí Như Lai thấy là thanh tịnh? Dạ, nơi các thế gian đều làm Phật sự. Này thì Nam, bởi con mắt thanh tịnh thì các chúng sinh đều thanh tịnh như vậy. Khi đó Đức Thế Tôn nói kể, giống như túi mật hình tròn lớn, các con ong giữ gìn che cháu, người tìm mật thấy như vậy rồi, tìm cách đuổi hết các con ong. Ta thấy hữu tình nơi ba cõi, như túi mật ong không khác gì, ức con ong phiền não chúng sinh, trong phiền não có Như Lai trụ, ta chư Phật luôn dứt sạch, chặt phiền não kia như đuổi ong, khéo dùng phương tiện diện đó pháp, nhằm chặt đứt các ức phiền não. Vì sao thành Phật làm Phật sự, thường ở thế gian như túi mật? Giống như biện luận nói thích mật, chứng pháp thân thanh tịnh Như Lai. Lại nữa này thì Nam, phải như lúa tẻ thóc đậu, tôi đã thành gạo trắng, nhưng còn vỏ trấu, nó không lừa vỏ trấu thì không thể dùng được. Này thì Nam, người tìm thức ăn hoặc nam hoặc nữ, họ dùng chày cối giả bỏ vỏ trấu kia rồi mới ăn. Đúng vậy, đúng vậy. Này thì Nam, Như Lai ứng cúng chay miếng tri, bà con mắt Như Lai bị da phiền não bao kính, nếu có thể ngộ hiểu thì thành chánh giác, hay rồi vẫn dắt vào trí tự nhiên. Này thì Nam, tạng Như Lai ấy ở trong tất cả phiền não, Như Lai vì các chúng sinh mà dứt trừ vỏ phiền não, làm cho thanh tịnh thành Phật. Nên giảng nói với pháp, hãy suy nghĩ, khi nào chúng sinh dứt bỏ tất cả vỏ chứa phiền não được thành tựu, Như Lai nhất xuất hiện ở đời. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, ví như lúa tẻ và tóc gạo, hạt lớn hạt nhỏ và vỏ đậu đã bị vỏ trấu kia bao kính, không thể nào dùng để ăn được, phải dùng cối chày giả bỏ trấu, có thể dùng làm nhiều thức ăn. Gạo trắng còn trấu không thể dùng, không nghĩ chúng sinh làm lợi ích. Ta thường nhìn thấy các hữu tình trong phiền não có trí Như Lai, ta trừ vỏ trấu nói diệu pháp, mong cho mau ngộ chứng Bồ Đề. Các hữu tình cũng pháp như ta, trong phiền não trụ chức bên trong, ta nói pháp làm cho dứt sạch, khi nào mau thành thân chư Phật. Lại nữa này thì Nam, với như hầm chứa các thứ hôi thối, hoặc có người đàn ông ôm miếng gạch vàng đi qua, bỗng nhiên bị rơi vào trong hầm thối, nhưng cây vàng báu này chìm xuống hầm hôi thối, hoặc trải qua 10 năm, hoặc 20 năm, hoặc 15 năm, hoặc 100 năm ở nơi phân thối, thế kia vốn không hoại không nhiễm, đến với người không thể làm lợi ích. Này thì Nam, dùng thiên nhãn nhìn thấy gạch vàng kia ở trong hầm thối, bởi người khác nói với người đàn ông đó đến trong hầm phân thối đó có vàng báu đẹp, người kia nghe rồi liền để lấy rồi rửa sạch tùy theo vàng để sử dụng. Này thì Nam, hầm phân thối tích chất là chỉ cho vô số phiền não và tùy phiền não. Cây gạch vàng kia gọi là pháp bất hoại, còn thiên nhãn là Như Lai ứng cúng chế biến tri. Này thì Nam, tất cả hữu tình đều có pháp tánh chân thật tối thắng của Như Lai, nhưng bị chìm trong hầm phân phiền não hôi thối, cho nên Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, vì chúng sinh trừ các thứ phiền não hôi thối bất tịnh và giờ nói pháp với diệu làm cho thành Phật, nên xuất hiện ở đời mà làm Phật sự. Khi đó Đức Thế Tôn nói kệ, ví như có người ôm gạch vàng, bỗng nhiên lầm lỡ rơi hầm phân,
ở trong hầm thối rất nhiều năm, đã qua thời gian lâu không hoại. Bằng thiên nhãn quan sát nhìn thấy, bảo người khác nơi đây có vàng, người lấy rửa sạch tùy ý dùng. Như ta đã thấy các hữu tình đôn dài chìm đắm nơi phiền não, biết phiền não kia là khách trần, tự tánh thanh tịnh phương tiện nói, chứng đắc trí thanh tịnh Như Lai. Lại nữa này, thì nam với như người đàn ông nghèo khổ trong nhà có cái hầm chứa lớn, ngang rộng bằng nhau một câu lư xá, trong đó đựng đầy vàng, vậy đó rất cất sâu xuống 7 thước đất. Hầm vàng lớn kia không nói rằng, này người nam kia, ta ở đây gọi là đại phục tạng. Và đàn ông nghèo khổ kia ôm chịu thiếu thốn, lo buồn khổ não ngày đêm suy nghĩ, đi qua đi lại trên hầm vàng mà không hay biết, không nghe không thấy đại phục tạng kia đang ở dưới đất. đúng thế này thì nam, tất cả hữu tình trụ nơi chấp thủ như tâm trong nhà, mà trí tuệ của Như Lai lực vô ý vô sở ý tạng pháp chư Phật đối với sắc thanh hương vị xúc chìm đắm thọ khổ, chứ không nghe được tạng pháp bảo lớn, không chi đạt được nếu diệt trừ năm thứ ấy thì được thanh tịnh. Lại nữa này thì nam, Như Lai xuất hiện ở đời, ở trong đại chúng Bồ Tát khai mở chỉ dạy vô số tạng pháp bảo lớn, hiệu đó pháp thù thắng ấy tức liền giải thoát, nhập vào Bồ Tát trụ Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Vì tạng pháp thế gian thế tất cả hữu tình chưa từng có nhân tướng, cho nên ví dụ nói tạng pháp lớn là đại thí chủ, do ngài biện tài, do lượng trí tuệ lực, vô sở ý không cùng tạng pháp chư Phật. Như vậy này thì nam, Như Lai dùng con mắt thanh tịnh thấy tất cả chúng sinh đều có đủ Như Lai tạng, do đó đối với Bồ Tát tuy nói pháp vi diệu. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, ví như người nghèo nhà cất giấu vàng báu đầy khắp ở trong đó, vật ấy không động không suy nghĩ, cũng chẳng nói rằng ta là vật, người kia tuy làm chủ nhà mình chịu sự đói nghèo mà không biết, vật ấy không nói với người khác chịu khổ sở trụ nơi khổ não, nên ta dùng Phật nhãn quan sát thấy tất cả hữu tình đói khát, trong thân có sẵn đại phục tạng, trụ thể chư Phật không lay động. Thấy thể kia nói cho Bồ Tát, các ông thấu hiểu tạng trí lớn, Thế Tôn đạt được xa lìa khổ, hay bố thí tài pháp tối thắng, tất cả hữu tình có phục tạng, nếu không hiểu tịnh động thù thắng, mau chóng chân đắc tối chánh giác. Lại nữa này thị nam, như ví như cây đằng tử, đa la tử, thiệm bộ quả tử, amala quả tử, nhờ hạt mầm cây ấy chuyển đổi sinh ra tướng trở thành pháp bất hoại, nếu gặp đất và duyên gieo trồng ở đó thì thời gian sau sẽ trở thành cây thọ vương lớn. Đúng vậy này thì nam, Như Lai dùng Phật nhãn thấy tất cả hữu tình bị tham sân si do minh phiền não cho đến tận da thịt, trong tạng tham sân si vô minh phiền não kia có tạng tánh Như Lai, do đó gọi là hữu tánh, nếu có thể dừng lại gọi là thanh tịnh, gọi là niết bàn, hoặc có thể dứt sạch vô minh phiền não cõi hữu tình thì gọi là đại trí tụ thể, hữu tình đó là đại trí tụ. Nếu Phật xuất hiện ở cõi trời, cõi người giảng nói pháp ví diệu, nếu thấy như vậy gọi là Như Lai. Này thì nam, nếu thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác đó thì làm cho các đại Bồ Tát đều hiểu rõ trí tuệ của Như Lai đã hiện bày. Liên quan Đức Thế Tôn nói kệ, ví như trong cây của đằng tử, tất cả mầm cây đã có được, ở nơi gốc thiềm bộ đều có, nhờ gieo trồng nên mới được sinh. Ta thấy như vậy không sai lầm, tất cả hữu tình dụ đằng tử, Phật nhãn quán vô lậu tối thắng, trong đó có đủ thể Như Lai, không hoài tạng ấy gọi hữu tình, trí tuệ bên trong đều giống nhau, an trụ vào nơi, vào định nơi vắng lặng, không lay động cũng không đạt được. Vì tịnh kia nên ta nói pháp, như thế nào thành đẳng chánh giác, giống như trồng hạt thành cây lớn, làm chỗ nương dựa cho thế gian. Lại nữa này thì nam, với như người nghe cấy các vật báu tạo tượng Như Lai và khoảng khuỷu tay, người đàn ông nghèo ấy muốn đem tượng báu đi qua con đường hiểm trở, nhưng sợ và cướp mất, liền lấy tấm vải rách nát nhơ bẩn quấn tượng cất lại, khiến cho người không nghi ngờ. Này thì nam, người đàn ông nghèo kia đang ở giữa chỗ đồng cỏ đồng lớn, bỗng nhiên qua đời tượng báu Như Lai đang ở trong tấm vải rách nát nhơ bẩn, rơi xuống dưới đất lưu lạc ở giữa đồng cỏ rộng lớn.
Người đi đường qua lại dẫm đạp lên, không biết trong đó có hình tượng Như Lai, do tấm vải nhơ xấu đó bỏ xuống đất, đều chán ghét, đâu có nghĩ là Phật. Lúc đó ở giữa đồng cỏ rộng lớn, chư thiên dùng thiên nhãn nhìn thấy, liền bảo mọi người đi đường rằng: các ông, trong tấm vải xấu này có hình tượng Như Lai, vậy phải mau giải thích cho tất cả thế gian nên cung kính đảnh lễ. Đúng vậy này thiện nam, Như Lai dùng Phật nhãn thấy tất cả hữu tình giống như tấm vải phiền não nhơ bẩn kia. Lâu dài lưu chuyện giữa con đường hiểm khoan vắng sinh tử, thọ vô lượng thân bàn sinh, tất cả hữu tình ở trong tấm vải nhơ bẩn phiền não kia đều có thể Như Lai như ta không khác. Như Lai biết rõ tấm vải phiền não do đó, như các Bồ Tát đã nói pháp với diệu, làm sao đạt được tri kiến thanh tịnh của Như Lai để trừ bỏ phiền não thì đạt được tất cả thể của thế gian. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ: ví như tấm vải dơ đáng ghét bao kính thể Như Lai, trong đó tấm vải dơ đã bao tượng bó, mở ra giữa đường hiểm hoang vắng, chư thiên dùng thiên nhãn nhìn thấy thì nói với người đi đường rằng: tượng bó ở trong tấm vải kia phải mau khéo bày để cung kính. Ta dùng thiên nhãn thấy như vậy, ta thấy tất cả các hữu tình bị vải phiền não đã bao quanh, thọ khổ não sinh tử rất nhiều. Ta thấy trong tấm vải phiền não có thể Như Lai ngồi kiết già, an trụ vắng lặng không lay động, người giải thoát đều không ta có. Nhìn thấy đó rồi đều kinh ngạc: các ông hãy, các ông lắng nghe trụ chánh giác, tất cả hữu tình pháp như vậy, ở trong sợ hãi luôn có Phật. Lúc đó các phiền não đều tịnh, cho nên danh hiệu gọi Như Lai trời người vui mừng và cúng dường. Lại nữa này thì nam, hoặc có người nữ cô độc, thân thể hôi thối, dung mạo xấu xí giống như quỷ tất xá chi, người thấy chán ghét khủng khiếp, ở trong nhà tầm thường xấu ác, bỗng nhiên qua lại trong bụng có thai, biết chắc là thai của Chuyển Luân Vương. Nhưng người nữ kia tuy có mang thai, cô không suy nghĩ như vậy, vì mang tâm nghèo khổ cơ cực, cho tâm yếu đuối thường nghĩ như vậy: thân ta xấu xí, đang ở trong nhà tầm thường xấu ác, ngày giờ trôi qua họ biết rõ người nào sinh ở trong bụng ta. đúng vậy này thiện nam, tất cả hữu tình không có chủ, không chỗ nương tựa, sinh trong ba cõi trôi lăn vào nhà tầm thường xấu ác, bị khổ sinh tử bất bách. Nhưng tất cả hữu tình đều có cảnh giới của Như Lai, đầy đủ Như Lai tạng, mà hữu tình đó không hay không biết. Này thì nam, Như Lai không làm cho tất cả hữu tình lừa dối mình, Đức Phật vì họ mà thuyết giảng giáo pháp. Này thì nam, các ông chớ lừa dối mình, hãy phát tâm rộng lớn vững chắc tinh tấn, trong thân các ông đều có thể Phật, ở đời sau sẽ thành chánh giác. Nay ông ở địa vị Bồ Tát, tức không còn là phàm phu, qua thời gian sau ở vào hàng Như Lai, tức không còn là Bồ Tát nữa. Lúc đó Đức Thế Tôn nói kệ: ví như người nữ không nương chủ, thân hình xấu xí khiến chán ghét, đương vào nhà xấu ác tầm thường, hoặc đến lúc có mang thai vua, người kia mang thai như vậy rồi, quyết định cho là Chuyển Luân Vương, vua kia oai đức quanh bảy báu, làm chủ thống trị khắp bốn châu, người đời sau kia từng không biết ở trong bụng mình có như vậy, đang sống trong nhà nghèo thiếu thốn, ôm tâm lo nghĩ cảnh đói nghèo, ta thấy tất cả các hữu tình không chủ chịu cảnh khổ bức bách, ưa thích chìm đắm trong ba cõi, tha tạng cho thân có pháp tạng, nhìn thấy như vậy bảo Bồ Tát tất cả hữu tình đổ pháp tánh, trong thai thế lợi có ánh sáng, nên xin cung kính chớ lừa dối. Sư năng giữ vững phát tu hành, không lâu tự thân sẽ thành Phật, không bao lâu sẽ ngồi đạo tràng và thoát vô lượng ức chúng sinh. Lại nữa này thì nam, bây giờ lấy sắp ông làm cái khuôn, hình tròn làm hình ngựa, hình voi, hình nam, hình nữ, đắp bùng kính lên trên, dùng đũa nấu chín, rèn luyện vàng rồng đúc trong sắp ông, đợi cho nó nguội. Người thợ mộc đó sắp trở về nhà, bên ngoài sắp ông đó bị bùn đen phủ kính, hình trạng cháy bỏng, bên trong có tượng vàng, hoặc người thợ hoặc đệ tử của người thợ, thì các sắp ông ấy đã hủy hoại bởi bùn nhơ, tức đem rửa sạch, trong giây lát tượng vàng bảo đó liền sạch sẽ. Đúng vậy này thiện nam,
Như Lai dùng Phật nhãn nhìn thấy tất cả hữu tình như tượng vàng sắp ong bên ngoài bị bùng phiền não che đậy, ở bên trong biết có pháp báu vô lậu của Phật. Này thị nam, nay ta xem thấy tất cả hữu tình đều như vậy, ở trong các hàng Bồ Tát chỉ nói pháp vi diệu. Nếu là Bồ Tát hoặc đạt được tịch tỉnh thanh tịnh, Như Lai vì các hữu tình ấy dùng trường kim cang và pháp nhãn tịnh để diệt trừ phiền não và tùy phiền não kia thành tạng báu tịnh trí của Như Lai. Này thị nam, Như Lai giống như người cầm tượng báu. Này thị nam, nhằm phá tan sát kia và tùy phiền não để được giải thoát gọi là Như Lai. Này thị nam, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác thấy tất cả hữu tình có Như Lai tạng như bị chìm đắm trong vô biến ức tạng phiền não. Vì các hữu tình kia mà phá tan tạng phiền não, ở tri kiến Phật an trụ quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ: ví như lấy bùn bao sắp ông, ở trong hư không không thật có, rèn luyện vàng rồng nung nấu chín, xoáy hoặc trăm hoặc một ngàn. Người thợ mộc biết đã nguội rồi, liền phá bùn kia hiện tượng vàng, rồi hết bùn thì tượng báu sạch, tâm người thợ vẽ đều thành tựu. Ta thấy tất cả hữu tình do dư tượng vàng đang đắp bùn, bị phiền não bên ngoài phủ kín, ở trong đó có trí Như Lai. Nếu như tịch tỉnh và trong sạch, trí Bồ Đề thanh tịnh hiện tiền, dùng gậy pháp khí mà phá tan, phiền não do đó đều hoại diệt. Đã có giống Phật của Như Lai, giống như tượng vàng đều đáng thích, hết thảy cho người đều cung kính, thân tướng viên mãn khắp mười phương. Ta thấy tất cả các hữu tình thanh tịnh như thế thành thiền thệ, thành tựu thiền thệ, thành Phật nhãn, đầy đủ vô thượng tác bà nhã. Đức Phật bảo Bồ Tát Kim Cang Tuệ: này thiện nam, nếu có người thiện nam tín nữ nào hoặc tại gia hoặc xuất gia, đối với tạng kinh điển pháp yếu của Như Lai này thọ trì độc tụng ghi chép quyển kinh, vì người các giả nói rộng ra thì được vô lượng phước. Và có người thiện nam tín nữ hoặc ngoài Bồ Tát đối với trí của Như Lai mà tích chứa, xin năng cúng dường tất cả Như Lai ở trong mọi thế giới thành tựu sắc tam muội như vậy, do áp lực của sắc tam muội ấy đạt được hơn hàng hà sa số ức na do tha chư Phật hiện tại, đối với mỗi một Đức Phật đã làm việc cúng dường Bồ Tát thanh văn tăng chúng. Như thế cho đến hơn 50 hàng hà sa chư Phật Thế Tôn, đến lúc đó hòa thích an vui, đã làm trăm ngàn lầu các báu vi diệu, và mỗi lầu cao 10 giới tuần, ngay đoạn bằng nhau 1 giới tuần, lấy các đồ báu đựng hương thơm của trời, ra vô số hoa, thành vô số đồ thọ dụng, ngày nào cũng thế trải qua ngàn kiếp. Lúc đó đại Bồ Tát Kim Cang Tuệ, tỳ kheo đây ưu bà tắc ưu bà di đều phát tâm Bồ Đề đối với kinh Như Lai tạng này. Lấy một ví dụ, hoặc ở nơi thân, hoặc ở trong quyển kinh, Bồ Tát Kim Cang Tuệ nhờ phước nghiệp đời này và phước nghiệp đời trước an lập Như Lai trăm phần kala phần, ngàn phần, trăm ngàn phần, không bằng một phần kala này, cho đến toán số ví dụ cũng chẳng bằng. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, nếu có thiện nam thì nữ nào cầu vô thượng Bồ Đề đối với chư Phật Thế Tôn, Bồ Tát Thanh Văn và đại chúng, đem trăm ngàn hoa mạng đà la hàng ngày cúng dường mãn ngàn, một ngàn kiếp. Bồ Tát Kim Cang Tuệ, tỳ kheo nay ưu bà tắc ưu bà di đều phát tâm Bồ Đề, nghe pháp yếu kinh Như Lai tạng này đều chắp tay đảnh lễ nói lời tùy hỷ. Bồ Tát Kim Cang Tuệ nhờ căn lành phước đức đời này và căn lành của đức dân hoa đời trước tạo lập Như Lai, so với công đức trước trăm phần kala phần, ngàn phần, vô số phần, không bằng một phần. Rồi Đức Thế Tôn nói kệ: hoặc có người thích cầu Bồ Đề, nghe kinh điển này và thọ trì cho đến biên chép thành quyển kinh, luôn cung kính với một bài kệ, và khi nhớ phước tăng vô lượng, phát sinh vô lượng tạng phước đức để nghe kinh tạng của Như Lai, hoặc cầu hạnh Bồ Đề tối thắng, dùng lực thần thông trụ đại thừa, cũng dường cung kính nhân trung tôn, cùng các thanh văn khắp mười phương, đã qua đầy đủ một ngàn kiếp, vô số ngàn kiếp như hàng xa, vượt qua số ấy không nghĩ bàn, và một thế gian làm vô lượng, dùng ngọc báu làm lầu khác đẹp, lầu ấy cao đến mười gió tuần, ngang rộng bằng nhau một gió tuần, hương bột hương đốt dân cúng dường, ngồi trong tòa bày món phí diệu.
dùng lụa đẹp phủ ở phía trên và trang trí toàn hội xanh đẹp, xóa dấu như hàng hà sa, và mỗi đều cúng dường chư Phật. Mỗi một chỗ đều chở Như Lai, có các Như Lai ở trong đó, sau khi giống như hàng hà sa, rồi làm Phật sự để cúng dường. Nếu có người trí nghe kênh này, lấy một ví dụ thực hành đúng, có thể thọ trì và đọc tụng phước này trội hơn phước đời trước. Hữu tình quy y nơi kênh này, mau chứng đắc vô thượng Bồ đề, pháp tương ưng Như Lai tạng ấy. Nếu hay nhớ nghĩ trí Bồ Tát, tất cả hữu tình được pháp tánh, nhanh chóng giác ngộ tự nhiên trí. Đức Phật bảo Bồ Tát Kim Cang Tuệ ra đó mà biết được pháp môn này, rất nhiều lợi ích đối với đại Bồ Tát có thể chứng nhất thiết chủng trí. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, tên nhớ quá khứ, vô lượng vô số quảng đại trở thành nghĩ bàn, vô lượng bất khả thuyết kiếp cho đến sau này. Lúc đó có Phật gọi là Thường Phóng Quang Minh, đầy đủ 10 hiệu Như Lai ứng cúng, chế biến tri minh hạnh tốt thiện thể tới giảng giải, vô thường sẽ được người trường phu theo nhân sư Phật Thế Tôn. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, vì nhân duyên gì Đức Phật Thế Tôn đó gọi là Thường Phóng Quang Minh? Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, Đức Phật Thế Tôn Thường Phóng Quang Minh kia là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, là vì Bồ Tát lúc còn ở trong thai mẹ, ánh sáng nơi thân chiếu thấu ra ngoài, chiếu sáng khắp trăm ngàn thế giới, dường như vi trần của 10 quả Phật ở phương Đông. Chính như vậy rồi cho đến phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía trên dưới, mọi phương cũng đều chiếu sáng khắp trăm ngàn thế giới, dường như vi trần trong 10 quả Phật. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, những thế giới ấy là do Bồ Tát đang ở trong thai mẹ, mà ánh sáng của thân chiếu khắp, ánh sáng này làm cho mọi người thu thất phát sinh hoan hỷ. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, cho ánh sáng chiếu nơi thân Bồ Tát chiếu ra như vậy, cho nên trăm ngàn thế giới nhiều như số vết tròn, trong đó có hữu tình chạm vào ánh sáng này thì đạt được oai đức lớn, đầy đủ sắc tướng, đầy đủ niệm, đầy đủ tuệ, đầy đủ hạnh, đầy đủ trí, đầy đủ biện tài, tất cả chúng sinh ở trong cái thế giới đó bị đọa vào địa ngục vạn sinh ngạ quỷ của Atula. Nhờ ánh sáng của thân Bồ Tát ấy chiếu ra, chạm vào ánh sáng rồi được thoát khỏi các quả ác, thân sinh lên cõi trời cõi người. Cái thế giới đó có người, có trời người, nhờ ánh sáng nơi thân Bồ Tát chiếu vào thì sẽ đạt được Bồ Đề Vô Thượng, đạt Bát Thoái Chuyển, được Nam Thần Thông. Cái thế giới đó đã có Bồ Tát Bát Thoái Chuyển thì ánh sáng của thân Bồ Tát ấy chiếu ra, chạm vào ánh sáng rồi được thành tựu được vô sinh pháp nhẫn, mà mỗi đạt được danh ngũ bách công đức chuyển Đà La Ni trong ngàn thế giới nhiều như quý trọn ấy, rồi nhờ ánh sáng của thân Bồ Tát chiếu thành Phệ Đu Ly, vàng rồng làm dây để dăng tám đường, tất cả cây báu xếp thành tám hàng ngay thẳng, hoa trái trang nghiêm sắc hương đặc biệt. Các cây báu đó gió thơm lay chuyển từ trong cây ra, phát ra âm thanh hòa nhẹ êm dịu rất hay, nghĩa là bằng tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Bồ Tát, tiếng Bồ Đề, tiếng căn lập giác phần, tiếng giải thoát, tiếng đẳng trì, tiếng đẳng chí. Nhờ tiếng của cây báu nên tất cả hậu tình ở trong trăm ngàn cõi như số vi trần đó, trong các thế giới đó đã có tất cả hữu tình đều xa lìa cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh và Atula. Bồ Tát đó còn ở trong thai mẹ mà ánh sáng như mặt trăng chắp tay an trụ ngày đêm, sáu thời thường phóng ánh sáng cho đến khi sinh ra. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, Bồ Tát lúc đó mới sinh đã thành chánh giác Đức Phật Thế Tôn đó, đã thành Phật rồi, trong thân luôn phóng ra ánh sáng, thậm chí đến lúc Niết Bàn luôn phóng ra ánh sáng. Đức Phật Thế Tôn đó sau khi Niết Bàn còn lại xá lợi đặt ở trong tháp cũng phóng ra ánh sáng. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, vì nhân duyên ấy cho nên trời người thường xưng danh hiệu Thế Tôn đó tên là Như Lai Thường Phóng Quang Minh. Lần nữa này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, Đức Phật Thế Tôn Thường Phóng Quang Minh đó, khi Như Lai trụ ở đời có một Bồ Tát tên là Vô Lượng Quang, cùng 20 ức Bồ Tát là quyến thuộc. Lúc đó Bồ Tát Vô Lượng Quang đối với Như Lai ứng chánh đẳng giác Thường Phóng Quang Minh ấy đã từng thưa hỏi về pháp môn Như Lai tạng này. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, vì Như Lai ứng cúng chánh biến tri Thường Phóng Quang Minh ấy ở trong 500 kiếp không rời chỗ ngồi, tuyên giảng nói kinh Như Lai tạng, dùng vô số câu phân biệt pháp yếu, vô ngại biện tài, trăm ngàn thí dụ thương xót vị Bồ Tát kia, cho nên giải nói rộng về pháp yếu thâm thúy Như Lai tạng này. Ở trong ước trăm ngàn thế giới nhiều như số phi trần của 10 cõi Phật khắp 10 phương, Bồ Tát dùng công lực nhỏ để chỉ dạy đều giác ngộ. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, Bồ Tát ở trong đó nghe kinh Như Lai tạng này cho đến nghe danh hiệu của kinh
tất cả căn lành dần dần thành tựu. Đã thành tựu rồi ở nước khác, thành bậc chánh giác, được bốn đại Bồ Tát không chấp thủ Bồ Đề. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, nếu sinh niệm ác, lúc đó Bồ Tát Chư Lượng Quang đâu phải người nào khác, tức là thân ông. Vì sao? Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, khi xưa ông làm Bồ Tát tên là Vô Lượng Quang. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, Đức Phật kia ở đời, bốn đại Bồ Tát không chấp thủ Bồ Đề, đó là Bồ Tát Mạng Thù Thất Lợi, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Kim Cang Tuệ là ông vị thứ tư. Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ, pháp yếu của Như Lai Tạng làm lợi ích rất lớn. Này Bồ Tát nghe được cho nên thành tựu Phật trí này. Lúc đó Đức Thế Tôn nói kệ: xưa Thế Tôn thường phóng quang minh, đời quá khứ quá vô lượng kiếp thường dùng thân phóng ánh sáng lớn, chiếu sáng ức trăm ngàn thế giới, thành vô thượng chánh giác đầu tiên. Lúc đó Bồ Tát Vô Lượng Quang thưa hỏi Thế Tôn về pháp phương. Khi giả nói kinh địa như vậy, Đức Phật ấy thường nghe kinh rồi đều đạt được Bồ Đề tối thắng. Chỉ trừ bốn đại Bồ Tát ấy, Đắc Đại Thế và Quán Tự Tại, Mạng Thù Thất Lợi, vị thứ ba, thứ tư là ông Kim Cang Tuệ. Đừng lúc đó nghe kinh điển này, lúc xưa Bồ Tát Vô Lượng Quang, tức nay là ông Kim Cang Tuệ, giờ thời đó đang làm Phật tử, ta trước đây từng làm Thắng Hạnh. Nghe danh hiệu kinh Di Diệu này, đi đến chỗ sư tử Như Lai, cung kính chắp tay nghe kinh điển. Sư ta nhờ gieo nghiệp căn lành, chứng quả vị Bồ Đề tối thắng. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Kim Cang Tuệ, nếu có người thì nam, thì nữ nào bị trói buộc bởi nghiệp chướng, thì nghe kinh Như Lai Tạng này, thọ trì, đọc tụng và giải nói cho người khác. Do người đó nghe kinh này rồi, thọ trì đọc tụng và nói, ghi chép quyển kinh, chỉ dùng một chút siêng năng thì nghiệp chướng tiêu diệt, Phật Pháp hiện tiền. Lúc đó cụ thọ khánh hỷ bạch: mà Thế Tôn, nếu có thiện nam thì nữ bị nghiệp chướng ràng buộc, thì có bao nhiêu Đức Phật Thế Tôn gia trì nói pháp, được nghe nhiều biết rộng và đạt được pháp yếu tương ưng. Đức Phật bảo: này Tôn giả khánh hỷ, nếu có thiện nam thiện nữ ở chỗ trăm Đức Phật được gia trì nói pháp, hoặc có 200, 300, 400, 500, hoặc 1000, 2000, hoặc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9000, hoặc 10000 Đức Phật gia trì thuyết Phật, hoặc có 200000, hoặc có ức triệu trăm ngàn chỗ Phật thuyết pháp được lắng nghe thọ trì. Này cụ thọ khánh hỷ, nếu có Bồ Tát đạt được pháp Như Lai Tạng này, ghi chép kinh quyển, đọc tụng, thọ trì, suy nghĩ nghĩa lấy giảng nói sâu rộng cho người khác, vì Bồ Tát đó suy nghĩ như vậy: hôm nay ta đạt được Bồ Đề vô thượng, người đó được thọ nhận sự cúng dường cung kính của trời người và Atula. Đức Phật nói thế rồi tự nhiên vui mừng. Rồi Đức Thế Tôn nói kệ: đại Bồ Tát nghe Tu Đa La suy nghĩ chúng Bồ Đề tối thắng, nếu người nào chép được kinh này, rồi người lá lại và cung kính. Chư Phật Thế Tôn Đại Tôn Sư khen ngợi người kia là bậc hơn hết, cũng gọi là Pháp Vương Tối Thắng. Nếu kinh này vào tay của họ là người sáng suốt như trăng tròn, được sự cung kính như Thế Tôn, thọ trì đuốc pháp làm Thế Tôn, như kinh này vào tay người ấy. Bây giờ Đức Phật nói kinh này xong, Đại Bồ Tát Kim Cang Tuệ và các Đại Bồ Tát đại chúng, các thanh văn thờ người Atula, nghe Đức Phật giảng dạy, vui mừng phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kinh Đại Phương Quảng Như Lai Tạng.